chiều nay Viettel Hưng Yên tổ chức trao thưởng cho khách hàng tham gia chương trình đăng ký gói data Viettel. Những khách hàng mua gói dịch vụ mới, gia hạn gói với doanh thu lớn hơn 50.000 đồng đều được nhận mã dự thưởng. Một khách hàng tham gia trong thời gian khuyến mại đăng ký nhiều gói thì sẽ được nhiều mã khuyến mại khác nhau. Thời gian từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 31 tháng 9 năm 2021, chương trình được quay vào các tháng 8, 9 và 10 Giải đặc biệt là một chiếc xe máy Honda Elite trị giá gần 40 triệu đồng. Tại buổi trao thưởng, Viettel Hương Yên trao giải cho 24 khách hàng may mắn trúng thưởng tháng 7 và tháng 8. Trong đó, hai khách hàng ở huyện Quái Châu và Ân Thi đạt giải nhất tháng. Mỗi giải nhất là một chiếc TV 50 inch trị giá gần 12 triệu đồng.